người, thấy không, hẹn rõ ràng đêm hôm qua nói là 8:30 sáng là mọi người đi ăn bún chả, mà bây giờ 9:00 tôi xuống sảnh không có ai hết, gọi điện bà Phạm Yến thì mọi người đi ra trước đi, quán nào ra trước đi, em đang còn toilet. Lê Nghĩa thì em đang xuống này đang thay đồ nè. Cuối cùng cũng có một mình Cát Tường đúng giờ, thôi mình vô mình ăn bún trả trước. Ê, mình kêu bằng bún chả nhưng mà ở đây người ta ghi là bún trả. Bún trả là sao, là ăn xong phải trả tiền hay bún trả là ăn không ngon là trả lại? Bún trả. Bây giờ chúng ta sẽ thử món bún trả nha quý vị. 35k nha quý vị. 35k. Tốt kịp. Nước mắm như thế này. Thật không? Nhưng mà các tuần kia ăn thật rồi, dám ăn bún, không dám ăn rau. Rau các tuần sợ bị đau bụng. Sao Lại. Trời, tôi thích ăn bò. Tối nay cảm ơn sự của chị. Ở đây mùi của cha như thế à? Ai đó, ly cà phê của Nam Cường chiêu đãi cho mọi người. Sinh viên ở những cái trường nghệ thuật ở đây đó, bây giờ chị đang tập để cho cái cảnh kết á, nó hoành tráng, cảnh đánh nhau nó hoành tráng, chứ diễn viên Sài Gòn ra có mười mấy người lên cái sân khấu bự chà bá nó lỏng lẻo, mà nói chung là tình hình ra tới đây là chi phí đội lên rất là cao, cho nên trời ơi thấy bà bầu khổ không. Phương Anh thì không có quen tính toán, Phương Anh là nhờ Cát Tường, cho nên là thu chi của ekip là Cát Tường là một người tính hết luôn đó. Câu thơ rồi này chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, tiền bạc sẵn hết trơn rồi, lên cái là bắt đầu tụi nó mới đi ra nha. Rồi lại vô luôn một lần nữa nè. Nó phải vậy. Tao đang quay sinh viên ở ngoài Thái Nguyên chứ tao không quay mặt mày. Mặt mày nha. Mặt mày nó cũ dữ lắm rồi. Lẹ đi. Rồi nha. Làm lại nha. Mọi người thấy hoành tráng chưa mọi người? Thấy hoành tráng chưa? Tại vì sân khấu đây lớn quá luôn. Mấy chục con người vẫn lọc thỏm. Xung phong. Các bạn la lên chung tới anh Tân luôn. Lo làm đi. Sau những giờ giấc làm việc thì ba đứa em đã trốn tách đoàn ra. Bây giờ tụi em đang đứng chỗ này là cái trung quảng tâm trường. Quảng trường trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Kêu gì á? Bức phù điêu. Bây giờ thì mấy giờ rồi? Không lẽ giờ này là 5:30. Hết giờ làm việc. Mình giống như là dân văn phòng vậy đó. 5:30 bây giờ mình kiếm cái quán nào mát mát chiêu chiêu mà ăn. Có những cái món mà địa phương á, đặc sản á. Đặc sản ở Thái Nguyên thì em nghĩ chắc là chè tổng hợp thôi, chứ cái món chè là đặc sản rồi, đâu có đồ ăn đặc sản. Mình đi taxi đi. Ừ. Đi taxi đi, mình lên taxi rồi mình hỏi mấy anh. Đi đi. Và bây giờ là bác Tài đang chỉ tụi em những quán nhậu để những ngày sắp tới. Quán ăn đêm. Bây giờ quán nhậu á. Không, thật ra đêm mai tụi em cũng cần quán nhậu luôn. Nhưng mà nhậu là sau 10 giờ đêm á, thì Thái Nguyên có quán nhậu không? Gì đó. Thoải mái luôn phải không?
Ủa, vậy là hôm qua mình không biết hả? Hôm qua đi tìm cái quán nó có 12 giờ đêm là bếp về rồi. Bởi vậy người ta nói đi tới một cái vùng đất nào là phải hỏi thổ địa. Mà thổ địa là chính là những bác tài ở đây. Đúng rồi. Ủa sao vô đây uống nước suối? Nước suối đâu nước suối? Chứ cái chai gì đó? Vàng ngọc. Sao? Uống rượu hay uống bia? Bia. Bia. Ê nó đầm á. Bia đi má ơi. Uống mình đi. Ba đứa nó bia còn chị nè, uống rượu. Đó, chị là uống cái đó đó. Chị uống cái này nè. Trời ơi, có chút xíu vậy sao nó tiết kiệm dữ vậy? Không, cái này mới đúng nè. Món đầu tiên là món dồi trường, thấy dồi trường rất là to đúng không? Ờ, ăn thử chưa? Ăn rồi. À, chị uống thuốc chưa có ngắm thấy hấp dẫn á, ngon. Còn cái món gỏi này cũng rất là đặc biệt quý vị. Gỏi tôm là chị tưởng đâu nó trộn gỏi lên luôn. Không có, là lấy cái rau bỏ miếng này, bỏ này, bỏ này vô. Đi đúng một vòng tròn, chấm. Chấm vô cái nước này. Có gừng để đau bụng, tôm dày. Còn nếu ai ăn bình thường như trong Sài Gòn mình là tôm là chấm cái này thôi, pha đi. Rồi, pha wasabi vô. Pha đi, cái này có chấm cái chấm cái rong biển nữa nè. Mày hết xíu mà, hết luôn đi. Hết luôn đi, tôi đâu có ăn đâu, mấy người ăn mà. Ủa mực này sao có vẻ nó không tươi nha. Nhìn cái mực mà không tươi nè, mực này cái này là tươi nè, tươi nè, mà mực này là không tươi nè. Cái mình dòm thì mình biết liền à, dân nhậu chuyên nghiệp. Cái gì vậy? Rồi bà nội này kia xin mắm tôm, cái này giống mắm ruốc vậy. Nhưng mà có vị ok, bỏ thêm miếng chanh vô nữa là ổn. Rồi xin mời cả nhà. Còn một món nữa là món gì? Bốn món lận. Trứng gà luộc. Ủa có không? Có trứng gà luộc hả? Rồi. Ok rồi, xin mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà. Rồi mình ăn đi, mình cũng chờ hết nãy giờ được 20 phút chưa Nghĩa? 20 phút rồi, ăn tạm đi. Tại vì tôi bị đau bao tử, trước khi ăn thì phải uống thuốc trước 30 phút. Đâu, kẹp vô nó là cuốn trên rau. Cuốn cái bánh tráng đó rồi. Này ngon rụm rụm hả? Ngon mà. Rụm 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 luôn. Ngon. Em sẽ cuốn. Thấy chưa? Đây nè, nó như vậy nè. Rồi từ từ khoan, cái này nhúng sơ một cái đã. Thấy không? Nhúng sơ một cái đi. Ít đi. Trời ơi, người ta đang quay, ông đưa cái tay què ông vô ông trợ lý. Rồi, như vậy nè, từ từ. Ít ít thôi. Rồi cuộn lại. Anh cảm ơn nha. Cảm ơn anh. Rồi, thấy chưa? Nè, rất là đẹp. Sau đó làm gì? Chấm vào cái sốt thái này này. Rồi nè. 3, 2, 1. Múc khắp. Rút sáng đúng không? Rút quá luôn. Ngon lắm. Nhưng mà tôi ăn không được. Ngon lắm. Tôm rất là ngon. Thấy chưa? Quá à. Ngon. Ngon lắm. Ủa? Công nhận là nãy giờ món nào cũng ngon. Vú, em mày thử miếng vú có ngon không? Heo hả? Vú heo là chấm với cái này nè. Không chấm hả? Thơm. Sao vú heo dày quá vậy? Ừ. Nó dày quá hả? Ngon, nhưng mà phải chấm chao mới đúng. Chấm nước gì vậy? Mè. Nó vô em nói mà. Kì vậy? Vú heo chấm mắm mè. Vú heo sao chấm mè ta? Lạ quá. Trời ơi, Yến nó đòi cái gì? Phải Yến hay Nghĩa? Đâu, trong cái đó thì không có nào ngon bằng thuốc rồi. Lẩu là cái gì? Kê lâu, thuốc bắc, kê gà. Trời ơi, anh sẽ có hết cái gì mà cái gì với kê gà bự dữ vậy? Rồi. Đây là món bồ câu. Đâu rồi, cái mũ lâu muốn bún của anh bồ câu đâu, bồ câu đâu. Bồ câu và kê. Đó, bồ câu. Trứng đâu, trứng đâu, kê đâu, kê đâu. Kê là cái gì vậy? Kê đây, đây, đây. Kê. Đây, không, cái là trứng gà. Đây, đây, đây. Trứng, đó, theo lời yêu cầu của Nghĩa. Lê Nghĩa. Rồi, hỏi dễ quá ăn kê, má ơi. Không ăn kê. Bồ câu đó. Giờ là 10 giờ đêm. Một cái nhóm sân khấu khác vừa thi xong đi ra. Bây giờ nhóm của Cát Tường sẽ được vào để tiếp cận sân khấu. Đó, mình tiếp cận sân khấu để ngày mai, mình tối mai mình thi đó quý vị. Rất là
xui cho đội bạn mà may cho đội mình, là sáng mai là có một đoàn của Sài Gòn thi mà không biết book vé máy bay sao mà giờ này 12 giờ đêm mới tới Thái Nguyên, cho nên bây giờ họ không vô nhận sân khấu được, cho nên cái đoàn đó là người Sài Gòn chung luôn, mới gọi cho chị Chi là cho tụi mình mượn sân khấu, là tụi mình có thể làm được từ đây tới 12 giờ 1 giờ sáng, xong rồi mình mới trả sân khấu lại cho người ta, sáng mai người ta thi rồi mình mới vô, mai mình chiều mai mình vô mình tập. Bây giờ là xe tải chuẩn bị này là đoàn trước người ta đang chở đồ ra, xong rồi mình bỏ đồ vô đó quý vị. Bây giờ là cái đoàn vừa mới thi xong, họ đang dọn đồ ra khỏi sân khấu, họ dọn ra xong là mình sẽ dọn vô. Ủa đây nè, cảnh vô nè, đây đoàn của mình đang thi cảnh vô đây. Vậy nữ có thể phụ được nhưng mà đừng cho nghĩa phụ được không? Cô nghĩa bác sĩ đó. Cổ vũ, cổ vũ thôi, phụ nữ cổ vũ thôi. Đây là chiếc xe 3 tấn rưỡi. Có quay hả? Có quay chị Chi phải làm chứ, làm bộ làm đi chị Chi. Đây là cái xe cảnh 3 tấn rưỡi của tụi em từ Sài Gòn ra nha quý vị. Đó, đây là xe mà các tường thuê từ Sài Gòn ra đó cả nhà. Xe đi từ tối ngày xe đi từ tối ngày 15 mà hôm nay là 18 là mình tới. Khiên đồ luôn hả Nam Cường? Trời ơi, kiếm đồ luôn, Nam Cường khiên luôn, trời ơi. Cưng quá trời ơi, Nam Cường khiên luôn. Khiên luôn. Quay liền, đó. Đang quay. Nói giờ chứ chị Chi, đỡ lắm luôn, giờ mình ráp cảnh vô. Mình ráp cảnh vô mai mình có được nguyên buổi trưa tập, đỡ lắm luôn á. Đi tới tận cùng luôn, tưởng nó hết quay rồi. Ê, từ từ con, né ra con, mấy cái này không có. Cẩn thận nha, coi chừng lủng nha con, ép qua. Rồi bo cua, đi thẳng luôn, ép thẳng mà đừng có đổ đó, đừng có cọ như vậy nó lủng đó tàu con. Đừng có bá vô nó lủng. Cái gì vậy? Thẳng vô luôn cái thằng. Này đúng rồi, thử đẩy cái cầu sắt mình ra coi nó lọt tỏm như thế nào vào cái sân khấu này. Đáng thương quá chị. Em thấy cái cầu sắt, cái cầu sắt Trần Hữu Trang thấy nó ngộ qua đây, nó nhỏ xíu xíu so với sân khấu này. Cái cầu sắt của quê em, tiền của bà Sáu bỏ sông bỏ biển. Cầu tiến ra coi, xem cái cầu tiến ra coi. Quay cho chút đi. Cầu tiến ra coi. Bà ơi, người ta người ta lắp cảnh này xong kia. Họ đã, bây giờ sân khấu họ đã đóng cửa hết rồi mà diễn viên ngồi đây cũng không làm gì, cho nên là quyết định là cho diễn viên đi về để nghỉ ngơi, mai có sức để diễn. Giờ chỉ còn lại đạo diễn và những anh em hậu đài thôi, tại vì chị Chi là đạo diễn thì buộc chị phải ở lại, tại vì chị mới chỉ đạo, còn tất cả hậu đài thì ở lại, còn chứ không phải là hai đứa tôi, không phải là tôi, không phải là phụ nữ, không phải là tụi mình bỏ chị, nhưng bây giờ ráp cảnh thì mình chỉ phụ khiên đồ, còn ráp cảnh là mình không làm được gì hết, nên đành tạm biệt chị Chi. Em tạm biệt chị Chi, chúc chị Chi sức khỏe dồi dào. Tụi em phải về nghỉ ngơi dưỡng sức. Đó là nhiệm vụ ai nấy làm. Đó, học trò tiết gì cũng đi hết trơn, không phải mình tôi. Đi thôi. Rồi quán ăn đêm mến thương. Quẹo vô, trời ơi. Quá trời luôn. Vâng ạ. Là ý cái gì vậy? Em hiểu rồi, nhưng mà ý là phở hả? Em có phở này, phở nhúng này. Vâng. Một phở bò này, phở gà này. Vâng. Rồi cho em một bát phở bò, ít phở thôi. Ok. Ý xíu là bây giờ khuya rồi mập. Xíu phở thôi, nước nóng và bò tái cho em một tô. Rồi, em phở gà nhưng phở mà ít bánh thôi. Tô nào cũng một xíu xíu, xíu bánh thôi. Bánh hả? Vâng. Phở gà. Em một chén súp đừng lấy bánh gà. Là bò không? Bò. Bò. Bò hay gà? Bò một chén bò không bánh luôn. Hai chén bò không bánh. Hai chén bò không bánh. Phở thịt đùi đầy đủ. Phở thịt đùi có ăn bò không? Bò gà luôn. Không. Bôn hết thì bò mày bò gà luôn. À, thịt đùi. Rồi, một phở bò gà. Lấy thịt đùi thôi nha. Tô bình thường mà lấy thịt đùi thôi, không lấy thịt ức. Okay. Vài cọng bánh thôi đó nha chị. Hai cái tô bò gà. Nếu chị nhiều là em bỏ lại thì không phải em chê dở mà tại vì em không ăn. Đấy.
Em không hề chê dở, nhưng mà nước vẫn cứ nhiều, bánh thì ít thôi. Bánh cứ nhiều mà. Hút nước cứ nhiều. Ừ, hút nước thôi. Nhậu cho cố sáng sớm. Sớm nữa, 1 giờ trưa mới đi ăn sáng nổi. Ủa cái này là nạm gân hay nạm không? Nạm gân nhưng mà là có sốt vàng á chứ phải cái này. Ủa cái này là nạm gân hay nạm tôi không? Tôi cái tô phở tái nhỏ bình thường. Cái này là nạm gân hay nạm không vậy anh? Các cháu nào thế? Vâng, trời ơi các cháu này to quá, đến sớm quá, đến sớm quá. Rồi chào chị Thao. Rồi cái đường chị em thương nhau dữ chưa? Đó, đứa cầm chị được không? Ủa đứa không? Cầm đứa ủi rồi. Dạ dạ em biết mà. Ở đi diễn xa là vậy đó mọi người, tự lực cánh sinh vậy đó mọi người. Khổ quá. À, bây giờ là 6 giờ tối tại Thái Nguyên. Ekip chúng em lại bắt đầu mần mặt. Tôi thì mần rồi rồi. Giờ tôi chỉ ngồi nghỉ dưỡng thôi. Rồi chúng tổ đi rồi, chúc cả nhà một đêm diễn thành công gỡ. Cố lên, cố lên. Còn không một tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ mình tĩnh tâm, mình ngồi nghỉ ngơi. Ai muốn ôn ngoại gì nữa không? À, giờ là nằm trong. Ok rồi ha, ok vậy thôi. Ok. Thành công. Chị biết có bị một cái gì không? Một cái duy nhất thôi. Cái cầu bê tông nó rung rinh nữa. Cái cầu hai á. Dạ. Hai á trời ơi. Nó quên quá. Trời ơi, thấy bà con đi nó rung rinh lại em thấy quả chè rồi. Chỉ bị mỗi cái đó thôi, nó còn nhiều. Nó bị cái gì nè, nó bị cái là con bé kia nó đi mạnh quá. Đi mà rung rinh con một cái đó là tự nhiên cái cầu nó xích ra thì hết hồn. Rồi xích ra rồi gọi điện lên liền. Hai ông quên khóa. Mà lúc đó em có mình cho nên là gì? Lúc mà em với lại con Tường đi lên chỗ chị ở dưới này thì hồi hộp em đi nhẹ hết chứ có thể em đi nhẹ tựa lên hầm luôn á chị. Diễn thì nhanh nha nhưng mà đi rất là hình thể mà nhẹ luôn. Em sợ phản cảm á. Đúng rồi, chỉ sợ phản cảm thôi chứ không phải là sợ té. Trời ơi, khó hai bà mẹ hết sức luôn. Hai bà mẹ đi cho cái cầu bê tông mà nó rung rinh rồi. Cái tường hả? Là cầu bê tông dữ chưa? Là cầu bê tông dữ chưa? Chị đáng tin cậy để thực hiện pha truyền về.
từ đó thì anh là người thậm chí sẵn sàng nhận những điều kiến tạo cho các khu vực phía trên. Và bây giờ thì tạm biệt Thái Nguyên, đoàn của chúng em ra xe về lại sân bay Nội Bài để đi về Sài Gòn đây. Kết thúc một kỳ liên quan sân khấu năm 2024. Hẹn gặp lại Thái Nguyên nha. Cuối cùng lần này ra là vì công việc cho nên là chưa có đi chơi đâu được hết. Hẹn gặp lại Thái Nguyên một ngày không xa. Bye bye. Bye bye, nhớ subscribe theo dõi kênh của Cát Tường nha. Nhớ coi kênh của Cát Tường nha. Hết rồi. Nhớ theo dõi những tập